Dạ em xin kính chào ban giám khảo và quý vị khán giả. Nhóm tụi em là nhóm ai? Tức là nhóm tôi. Đến hôm nay đến đây góp vui một cái tiết mục nhỏ nhỏ. Thì em mong là ánh sáng giảm chút xíu, tại vì em có xài đèn. Giảm chút xíu thôi, vừa xài đèn vừa nhảy không có tối được hết. Cảm ơn mọi người. Hy vọng không có làm cho mọi người mất thời gian. Cảm ơn. Thế sao? Tối nữa đi em. Tối một tí nữa đi. Rồi, sáng cái đèn mặt lên, sáng hai cái đèn mặt là được rồi. Rồi, ok. Bắt đầu.